Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup nhận top căn NZO các bạn. Để tham gia giá hôm nay quan clip phần link mô tả dưới video mời Telegram bấm nút start chatbot nè. Ok, mình sẽ get được 1213 top căn NZO nè bạn. Một NZO bằng 0.44 UDT nè. Để qua website này mình check website nha các bạn. Giờ một con này nó cho mình nhiều vậy. Đây thì con sắt của nó nè các bạn, iGroup. Đây là nó có hệ sinh thái của Canada nè và Dogecoin các bạn. Rồi, các bạn bấm nút join iGroup các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chiller nè các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lời. Rồi, các bạn join tiếp kênh Chiller các bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lời. Các bạn bấm forget nè. Tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet và inbox nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn chia sẻ cho tờ tweet nè. Sorry các bạn, mình chia sẻ cho tờ tweet nha các bạn. Bạn nhắn tăng 5 người bạn mình vào hoặc 3 người bạn cũng được, các bạn bấm đập lên nè. Rồi, các bạn bấm net. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ với ERC20 trên di chúc wallet nha các bạn. Hèn chi con này chạy trên nền tảng của ETH, hèn chi nó tặng giữ thẳng. Rồi, các bạn copy địa chỉ ETH trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Rồi, các bạn dán vô đây. Rồi, bạn gửi support nè. Tiếp tục, các bạn subscribe email nè các bạn. Rồi, bạn gửi support nè. Tiếp tục, các bạn bấm vào một... Ôi, sao kỳ vậy ta? Sao nó không kêu mình khai báo gì chứ các bạn? Follow Twitter, Rewis, Inline Bot. Tiếp tục bấm Balance để check số cần kiếm được không? Mình đã nhận được 1213 top cần set no. Bấm Redfer nè. Bấm vào bộ lưu file nè. Rồi tiếp tục withdraw thôi. Ok, dự án này nó kêu bạn ghép là minimum giới thiệu được tối đa là 10 ghép nè các bạn. Và tự động tôi cần nó sẽ phân phối gì với tất cả các bạn nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 1213 token ZNO đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.